Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, những đường gân xanh nổi trên da chính là tĩnh mạch của cơ thể. Khi những gân xanh này xuất hiện, nhiều người thường không quan tâm bởi không thấy nó có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào. Mọi người thường gọi đó là dây chằng hay là gân liên kết xương nhưng mà đều không phải. Đó là những đường tĩnh mạch của cơ thể. Các tĩnh mạch có nhiệm vụ là đưa luồng máu kém dưỡng khí về tim. Khi bị cản trở do áp lực tăng cao, những đường tĩnh mạch này sẽ xuất hiện trạng thái là phản ứng nổi lên trên bề mặt cơ thể, cong giãn, gấp khúc và biến sắc. Các chuyên gia cảnh báo rằng hãy thận trọng khi thấy xuất hiện gân xanh trên người, vì đó có thể là dấu hiệu nhắc nhở bạn cần tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe ngay đấy. Trên người đột nhiên nổi gân xanh ba chỗ này là dấu hiệu đang mắc bệnh nguy hiểm, nhanh chóng phải khám ngay. Nổi gân xanh thế này, hãy chạy nhanh tới bệnh viện vì đây là dấu hiệu cảnh báo căn bệnh quá nguy hiểm. Mọi người đừng chủ quan kẻo tới lúc hối hận thì quá muộn. Bị nổi gân xanh là tình trạng rất thường gặp ở nhiều người, nhất là những ai có thân hình gầy gò hoặc nước da trắng thì rất dễ thấy. Khi những gân xanh này xuất hiện, nhiều người thường không quan tâm bởi không thấy nó có dấu hiệu gì bất kể nguy hiểm nào. Tuy nhiên, các chuyên gia lại cảnh báo rằng hãy thận trọng khi thấy xuất hiện gân xanh trên người, vì đó có thể là dấu hiệu báo bệnh, nổi ở đâu là có bệnh ở đó. Sự thật, mọi người thường gọi đó là dây chằng hay gân liên kết xương, nhưng đều không phải. Những đường xanh nổi trên da chính là tĩnh mạch của cơ thể. Các tĩnh mạch có nhiệm vụ đưa luồng máu kém dưỡng khí về tim. Khi bị cản trở do áp lực tăng cao, những đường tĩnh mạch này sẽ xuất hiện trạng thái phản ứng nổi lên trên bề mặt cơ thể, co giãn, gấp khúc và biến sắc. 1. Nổi gân xanh ở tay và bàn tay. Các nhà khoa học cho rằng nổi gân xanh ở tay và bàn tay là biểu hiện chất thải trong cơ thể đang ứ đọng ở dưới lưng và eo. Những người này thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi, đau lưng và thậm chí còn căng cứng cơ bắp. Mặt khác, tĩnh mạch ở tay nổi lên có thể là dấu hiệu bất thường của vi mạch, suy mạch máu não, đau đầu. Những người này, đặc biệt là người cao tuổi, cần đề phòng hiện tượng đau đầu, chóng mặt thường xuyên hay thậm chí là đột quỵ. Nếu nổi tĩnh mạch trong lòng bàn tay, tùy vị trí sẽ tố cáo tình trạng sức khỏe của bạn. Nổi gân xanh gần ngón tay cái, dấu hiệu cảnh báo bệnh đau lưng thấp khớp. Nổi gân xanh cổ tay hoặc vòng cổ tay có thể là dấu hiệu của rối loạn kinh nguyệt, dịch tiết âm đạo có vấn đề hay một số bệnh phụ khoa tương tự. Đây là bộ phận thường xuất hiện gân xanh nhiều. Tuy nhiên, nếu bạn gặp phải tình trạng này, rất có thể bạn đã mắc bệnh xơ cứng động mạch vành. Đối với căn bệnh này, nếu chủ quan bỏ qua mà không điều trị sớm thì còn dẫn đến các bệnh về tim mạch về sau nữa đấy. Nếu tĩnh mạch gần ngón tay cái, nhìn thấy rõ và xoắn, có thể là bệnh xơ cứng động mạch vành, đề phòng dẫn tới các cơn đau tim. Nổi tĩnh mạch ở ngón tay giữa có thể là dấu hiệu bệnh xơ cứng động mạch não. Tương tự, nếu nhìn rõ tĩnh mạch ở các đốt ngón tay, đề phòng mắc bệnh tiêu hóa như dạ dày, táo bón, bệnh trĩ hoặc ung thư. Đây cũng là tình trạng không nên lơ là đâu nhé, vì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo bạn đang gặp phải vấn đề về đường tiêu hóa dạ dày. Phát hiện và điều trị kịp lúc thì tình trạng này sẽ dần mất đi. 2. Nổi gân xanh trên đầu. Nếu bạn có thể nhìn rõ gân xanh ở các vùng trán, mũi, vùng miệng, cổ hay thấy biểu hiện tĩnh mạch ở đây sưng lên, cẩn thận với chứng hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, xơ cứng động mạch não dễ dẫn đến đột quỵ. Nếu nổi gân xanh ở mũi là dấu hiệu chất độc đang ứ đọng trong đường tiêu hóa, gây đau bụng đầy hơi khó tiêu, khó đi ngoài. Nếu nổi tĩnh mạch ở trán, đó là bạn đang gặp căng thẳng và áp lực trong thời gian dài, cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu nhìn rõ gân xanh ở vùng quanh miệng, bạn có thể đang gặp bệnh phụ khoa hoặc đau thắt lưng, thấp khớp chân. Nổi gân xanh ở cổ tố cáo bạn đang có vấn đề ở tim, có thể là viêm màng ngoài tim hoặc tràn dịch màng ngoài tim. 3. Nổi gân xanh ở lồng ngực và vùng bụng. Nổi gân xanh ở vùng ngực và bụng cần hết sức chú ý, đặc biệt là chị em phụ nữ. Nổi tĩnh mạch ở vùng bụng có thể là biểu hiện của xơ gan hay khối u trong khoang bụng. Những trường hợp này thường rất khó điều trị. Với hàm lượng dinh dưỡng giàu protein và axit béo lành mạnh, cá chính là món ăn thường được nhiều bà nội trợ bổ sung trong bữa cơm hàng ngày. Đặc biệt là phần thịt cá khá nạc, nên nhiều người đang muốn giảm cân cũng chọn cá là loại thực phẩm chính trong chế độ ăn của mình. Tuy nhiên thì có một số bộ phận của cá lại không được khuyến khích ăn, nên tốt nhất là bạn hãy loại bỏ ngay trong quá trình sơ chế nhé. Cá có đầy chất dinh dưỡng, nhưng 4 bộ phận này của cá thì nên vứt bỏ, chứ đừng dại mà ăn. Người ta hay bảo ăn cá giúp sáng mắt, khỏe mắt lại hỗ trợ công cuộc giữ sáng đạt hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, có một số bộ phận của cá lại không được khuyến khích ăn, nên tốt nhất thì bạn hãy loại bỏ ngay trong quá trình sơ chế nhé.
với hàm lượng dinh dưỡng giàu protein và các axit béo lành mạnh. Cá chính là món ăn thường được nhiều bà nội trợ bổ sung trong bữa cơm hàng ngày. Đặc biệt phần thịt cá lại khá nạc nên những người đang muốn giảm cân cũng chọn cá là loại thực phẩm chính trong chế độ ăn của mình. Dù vậy, cơ thể của chúng ta cũng chỉ hấp thụ một lượng dinh dưỡng nhất định, do đó mỗi tuần bạn nên ăn khoảng 2 bữa cá là vừa đủ, mỗi bữa rơi vào khoảng 140g là đẹp. Thế nhưng vì cá là loài sống dưới nước, ăn tạp nên rất dễ bị nhiễm phải các loại độc tố và vi sinh vật sống dưới nước. Các chất độc này sẽ dần tích tụ lại lâu ngày trong cơ thể, dễ dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa, dị ứng suy gan, suy thận, tim mạch. Trong đó có 4 bộ phận này của cá nên tránh ăn vì chúng chẳng những không mang lại giá trị dinh dưỡng nào mà còn góp phần gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Những bộ phận của con cá mà bạn không nên ăn. 1. Não cá. Trong não cá có chứa nhiều axit béo không bão hòa và chất phospholipid. Những chất này đều có lợi cho sức khỏe nhưng nguy cơ cá bị nhiễm độc kim loại nặng, thủy ngân là rất cao, nhất là các loại cá sống ở tầng đáy như cá ngừ, cá vược, cá kình, cá kiếm. Mức độ nhiễm độc kim loại và thủy ngân sẽ ngày càng tăng lên nếu như loài cá đó sống trong điều kiện bị ô nhiễm. Do đó, việc ăn não cá có thể gián tiếp đưa chất độc hại vào cơ thể, nên tốt nhất thì bạn nên loại bỏ bộ phận này trong quá trình sơ chế. 2. Ruột cá. Bạn có biết rằng ruột cá chính là bộ phận bẩn nhất vì cá sống dưới nước nên thường ăn phải các loại ký sinh trùng như trứng sán, giun sán. Trứng giun. Nếu ăn ruột cá nhiễm ký sinh trùng thì nguy cơ mắc bệnh gan và một số cơ quan khác là rất cao, đặc biệt là những loại cá ăn tạp. Hậu quả là thức ăn đi qua miệng sẽ tồn đọng ở ruột cá. Trong trường hợp ruột cá là món khoái khẩu của bạn thì hãy chọn phần ruột cá to để ăn, phần nhỏ thì nên vứt bỏ. Đồng thời chú ý rửa sạch, bóp muối ruột cá cẩn thận rồi nấu ở nhiệt độ cao. Cần nhớ không ăn khi chưa nấu chín kỹ ruột cá vì rất dễ làm ký sinh trùng đi vào cơ thể. 3. Mật cá. Các vi chất trong mật cá lại không phải là thuốc bổ mà chứa nhiều độc tố nên rất dễ gây suy hô hấp, rối loạn hành vi nên tốt nhất thì hãy nói không với bộ phận này của con cá. 4. Lớp màng đen trong bụng cá. Phần màng đen này có vai trò bảo vệ các cơ quan nội tạng và bôi trơn. Tuy nhiên, đây lại là nơi lắng đọng của các tế bào sắc tố trong cá nên mới có màu đen. Bản thân bộ phận này thường có hàm lượng chất béo cao nhưng giá trị dinh dưỡng lại thấp nên chỉ làm phong phú thêm một số chất gây ô nhiễm hòa tan trong chất béo. Do đó, lớp màng đen trong bụng cá không phải là một lựa chọn lành mạnh cho sức khỏe. Mẹo chọn cá ngon khi mua. Chọn những con cá có mắt sáng, trong, phần vảy đều màu, sáng bóng. Chọn cá có mang đỏ tươi, sờ mình cứng. Không chọn cá có mùi lạ, quá tanh. Không chọn cá có kích thước to hơn so với những con cá khác.